Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu tới mọi người một cái ống kính được anh khách ký gửi ha. Thì đây là cái ống 100 GM. Ống kính có bokeh đẹp nhất của nhà Sony nè. Rồi, tình trạng lens thì nguyên siêu. Cái ống này chưa khui siêu luôn nha mọi người. Đây, ống này là hàng chính hãng của Sony Việt Nam. Rất là hiếm cái lens còn nguyên siêu như thế này. Nhưng mà thật ra là nó khui đứt. Rồi, trong này là sách vở thôi ha. Rồi thì cái lens này hầu như là anh khách ảnh cũng chỉ cất trong tủ chống ẩm thôi, hầu như là không sử dụng và rất là khó tìm được một cái lens cũ trên thị trường có cái tình trạng tốt như thế này. Đây, cái hút này chắc là chưa sử dụng nha. Rồi, đợi mình tí ha. Cái này nó đang bị nó lấy nét vô cái tay. Khó chịu quá. Đây, nói chung cái hút này thì chắc là chưa xài đâu. Cái dây đeo của cái hộp đựng. Rồi, đây là cái lens của chúng ta ha. Rồi, nhìn cái lớp sơn thôi là mình thấy là cái lens nó siêu cứng rồi đó. Quá đẹp, như mới luôn. Kính cực đẹp. Rồi, cái ngàm len ha. Mình nhìn cái ngàm len là mình sẽ biết được là nó sử dụng nhiều ít nè, hầu như là không có vết trầy. Con này đánh giá là 99,99%. Made in Thái Lan. Rồi, mọi người có nhu cầu em lên này thì liên hệ cho mình nha. Ngoài ra, anh em có nhu cầu ký gửi máy ảnh hay ống kính thì có thể liên hệ trực tiếp mình. Rồi, xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người.